Những năm gần đây, mô hình thiết kế sân tập golf tại nhà đang rất phổ biến ở Việt Nam. Việc chơi golf trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, vì không cần phải tốn quá nhiều chi phí và điều kiện sân bãi. Đây được xem là một bước đi hiệu quả trong nỗ lực phát triển rộng rãi môn thể thao này trong cộng đồng. Anh Trịnh Văn Thành và các cộng sự là những người đi tiên phong trong việc thiết kế không gian golf gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Mang những trải nghiệm của người chơi trên sân golf 18 lỗ, có diện tích trung bình 50 hectare, thu về không gian phòng hay sân vườn chỉ khoảng 10m². Cái việc là cái dịch Covid-19 thì hầu hết mọi người golfer họ không có thời gian, không thể đi ra ngoài và tập luyện được. Thế cho nên họ cần có một cái khu tập ở tại nhà. Thực ra cái chi phí nó không có lớn, cái chi phí nó rất là thấp. Bởi vì mọi người cứ nghĩ rằng là chi phí nó sẽ phải cao lắm. Về cái việc thứ hai nữa là chúng ta tiện dụng về cái việc có thể dễ dàng lắp đặt và có thể dễ dàng tháo, cất đi. Thích, không thích thì mình lắp chỗ khác, họ có thể di rời. Mô hình là 3m, 3m thì tôi có thể di rời rất là dễ dàng và thay đổi. Và thậm chí là có thể xoay góc này, xoay góc kia. Mình thì đam mê môn thể thao này từ lâu, nhưng mà do là công việc kinh doanh bận rộn với lại là các sân tập với lại các cái sân thi đấu ở xa, mình chưa có điều kiện đi để tập luyện. Nên là mình muốn có một cái mô hình sân tập tại nhà như thế này để mình trước mắt mình tập làm quen những cú đánh, những cái kỹ thuật cơ bản. Thì sau đó mình sẽ đi các cái sân tập khác và nhờ huấn luyện viên và các bạn chỉ dẫn thêm. Bên cạnh những ưu điểm về chi phí lắp đặt, tính tiện lợi và phù hợp với xu hướng tập luyện thể dục thể thao tại gia, hạn chế duy nhất của mô hình golf này chính là trải nghiệm về tầm nhìn xa và cảm giác bóng của người chơi so với khi đánh trên sân lớn. Cũng như pha bắt vô lê trong bóng đá, cú slam dunk của bóng rổ hay pha smash trong môn cầu lông, các golfer cũng tìm kiếm cho mình một khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong môn thể thao này. Đó chính là khi đầu gậy tiếp xúc với bóng. Họ di chuyển hàng trăm mét, tính toán đường bóng, lực đánh thật tỉ mỉ, chỉnh sửa động tác. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho một cú đánh hoàn hảo nhất. Với mô hình sân golf tại nhà, người chơi dễ dàng tập các cú đánh cơ bản như swing, phát bóng, chip, điều bóng hay cú putt, gạt bóng vào hố như trên sân tập lớn. Cái quan trọng nhất của một cú đánh là gậy tiếp xúc với bóng như thế nào. Cái quan trọng nhất là như vậy. Cho nên là mình ra ngoài sân tập lớn hay mình tập golf ở nhà, cái quan trọng của mình vẫn là cái cú tiếp xúc bóng. Và thậm chí cái người mới chơi họ một thời gian ngắn thôi, họ tiếp xúc, họ có biết là đánh khi mà đánh trượt gậy thì trái bóng nó sẽ đi sang bên này, hoặc á nó sẽ đi sang bên này thì nó không còn chính xác nữa. Thế nhưng mà khi mình đánh một cú đánh của mình mà hoàn hảo, mà đánh mà tiếp xúc tốt thì nó sẽ đi thẳng. Trong nỗ lực biến golf trở thành môn thể thao được chơi phổ biến tại Việt Nam, điều quan trọng nhất là đưa môn này đến với người dân gần nhất có thể. Để gợi lên cảm hứng tập luyện, không có cách nào tốt hơn là gắn liền golf vào sinh hoạt hàng ngày, ngay trong tổ ấm gia đình. Có sân tập này thì mình cả tuần mình hầu như ngày nào mình cũng dành được thời gian để tập luyện và nâng cao cái kỹ thuật của mình. Cái người chơi họ sẽ nghĩ là tiện dụng hơn, họ sẽ đến với golf nó nhanh hơn. Và thay vì họ phải đắn đo, họ phải suy nghĩ, họ phải vượt qua một cái rào cản, họ phải đi mua tất cả mọi thứ, họ phi ra cái sân tập xong rồi bắt đầu họ vào, họ tìm thầy này kia. Thì bắt đầu họ làm quen từ cái mô hình ở tại nhà. Sau khi làm quen rồi thì họ đến với sân tập lớn dễ dàng hơn. Và họ ra sân golf họ cũng tự tin hơn. Và càng dành nhiều thời gian tập luyện, người chơi sẽ từng bước cảm nhận được những thay đổi tích cực về cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời trực tiếp khám phá ra những nét hấp dẫn rất riêng của golf. Những thông